Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục lên mã từ mã số 8 đến mã số 17 nha mọi người. Hôm qua quá trời buồn ngủ luôn, chịu không nổi. Mà sáng thì em phải dậy em làm mấy cái đồng hồ mà mấy anh gửi vô á, nên là tới giờ mới làm clip tiếp nè. Giờ cũng 11 12 giờ đêm rồi. Thôi, thất để mấy anh chờ hơi lâu ha, xin lỗi mấy anh nha. Rồi để mới không mất thời gian mọi người nữa thì vào chiếc đồng hồ đầu tiên luôn đi nha. Thì bên kênh của em thì bán đồ là chính hãng không à, không có bán hàng phát, hàng nhái, hàng giả, mọi người đeo cứ yên tâm sử dụng ha. Nếu phát hiện hàng giả thì bên em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền ạ. Thì ở đây là em đang có mã số 8, chiếc đồng hồ thương hiệu Cavinken, một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ nha. Em này là máy cơ automatic. Này, Cavinken là một cái thương hiệu rất thời trang, rất nổi tiếng. Thì mọi người sẽ thấy nó nằm trên những chiếc áo, những chiếc quần á, thì mọi người sẽ thấy nhiều hơn. Như hôm nay là chúng ta sẽ thấy nó trên một cái chiếc mặt đồng hồ. Rồi em này mặt mặt kim tuyến ha, mặt không phải là sớ chải tia bình thường mà là mặt là vân kim tuyến, kim toàn thân vỏ được mạ vàng BVD ha mọi người. Đó. Vỏ thép không rỉ nha, được mạ vàng BVD. Giá em này là 3 triệu 8, mã số 8, size của nó là 42 nha mọi người. Em này là máy cơ Thụy Sĩ, tự động automatic, có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây chỉnh giờ và có một lịch nằm ở góc 3 giờ nha mọi người. Rồi, con này là vỏ thép không rỉ, kính là kính sapphire nha. Kính sapphire nguyên khối. Ở phía sau đáy thì nó có in một số thông tin nè. Swiss matte nè ha, stainless steel là thép không rỉ á. Rồi cái này là sapphire ha, sapphire. Sapphire crystal on top nè. Water resistant, cái này là chống nước 50 m nha. Đây là số series của em nó. Rồi, phía sau thì đáy lộ máy ha, đáy lộ máy. Đáy lộ máy Cavinken. Trong máy thì nó cũng cho đóng chữ Swiss Made nè mọi người. Đây nè, Swiss Made ở đây luôn. Size 42 nha. Dây khóa zin nguyên bản. Dây khóa zin nguyên bản. Dây này hơi cũ chút xíu, nhưng mà đeo rất là tốt, dù dây zin mà. Dây zin của CK luôn. Khóa zin ha. Đó, khóa gập chống gãy dây nha mọi người. Con này khóa gập chống gãy dây. Mã số 8, giá 3 triệu 8, size 42 ạ. Kính sapphire, vỏ thép không rỉ, máy cơ tự động nha. Thụy Sĩ. Một chiếc giá 3 triệu 8 trong cái đồng hồ Thụy Sĩ thì quá là hợp lý luôn ha mọi người. Cho chúng ta trải nghiệm thử một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nó như thế nào. Ngoại hình em này có chạy xước á. Em đánh giá em này độ mới tầm 90%, tầm 90% nha mọi người. Mã số 8, giá 3 triệu 8 ạ. Tiếp theo mã số 9 là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko. Em này là bản nội địa Nhật. Toàn thân vỏ em này là thép không rỉ nha. Kính sapphire nguyên khối. Dòng Power Reserve của Seiko. Em này thì sẽ có thêm một cây kim màu đỏ nằm ở góc này nè. Này, kim màu đỏ này. Đây là cái kim báo cót theo mọi người. Hoặc là chúng ta có thể gọi nó là cái kim xăng. Kim xăng. Có nghĩa là kim báo cái thời gian chữ cốt còn lại của chiếc đồng hồ ha. Giống như em đang lên dây thì thời gian chữ cốt nó đang tăng lên nè. 10, 10 có nghĩa là 10 tiếng. Con này tích cốt tối đa được 40 tiếng nha. Rồi, kính sapphire nguyên khối của nhà Seiko. Toàn thân vỏ là thép không rỉ, độ mới còn rất là cao ha. Cái chỗ này nó bị phơ dơ nha mọi người. Không, thép bình thường nó bị dơ thôi. Nó lao là nó sạch liền không? Vỏ thép không rỉ, dây khóa zin nguyên bản, dây zin của nó luôn. Vỏ còn rất là đẹp, sáng bóng, không có dấu hiệu cắn mớp nha mọi người. Em này mặt kính sapphire, dial màu đen, cọc số nổi, có 4 kim, 5 kim ha, 5 kim, 3 kim cơ bản giờ phút giây, một cây kim báo cót và một cây kim chỉ ngày, nằm ở góc 6 giờ. Con này là dòng cận cao cấp của Seiko ha mọi người, có kim xăng luôn. Giá em bán là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi cho chiếc đồng hồ này. Cậu mới còn rất là cao, em đánh giá ngoại hình em này tầm 95% ha mọi người, 95%. Dây khóa zin nguyên bản, máy lộ đáy nha, máy bú vàng. Bản nội địa, made in Japan nha mọi người, máy bú vàng. Chống nước của em này là 100 m nha. Máy này 29 chân kính, 29 ha, 29 chân kính, nội địa, Japan, máy 4R57. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha mọi người. 5 kim, một kim xăng và một cây kim ngày.
Rồi anh nào thích món này thì chốt giùm em nha. Size của nó là 42 ạ. Núm zin có logo hình chữ S. Dây thì còn rất là dài, mọi người yên tâm nha. Dây rất là dài luôn. Size 42, mã số 9, giá 5,5 triệu ạ. Anh nào thích thì chốt giùm em. Như 2-3 tuần trước như tuần trước em cũng bán con này giống như này mà đờ mi ha. Con này là con này vỏ thép luôn. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nha mọi người. Thụy Sĩ Hamilton. Đây. Giá em bán là 6,5 triệu. Con này dây zin nguyên bản nha. Hamilton, dây zin nguyên bản. Toàn thân vỏ của em này là được làm từ thép không rỉ, được mạ một lớp PVD đen. Đen rất là bóng luôn. Rồi, chống nước 30 ATM ha. 30 ATM. Tương đương với 300m thôi mọi người. Rồi con này chống nước rất khủng nha. Chống nước cực kỳ khủng luôn, chống nước 300m. Cọc số học trò vào những khung giờ là 3, 6, 9 và 12. Em này là máy cơ tự động có hỗ trợ có tay, máy lộ đáy của dòng Hamilton ha. Đợt này nhập rẻ bán rẻ cho mọi người. Đợt này nhập rẻ bán rẻ cho mọi người nha. Rồi vỏ còn rất là đẹp, vỏ đen bóng luôn, đẹp không tì vết luôn nha mọi người. Size to này, size to, size 47. Tại cái niềng nữa làm hơi ấy. Rồi nếu chúng ta không đeo cái vành ngoài, cái vành bự này thì cái đeo vòng tròn ở trên này thì size nó tầm 44 ha mọi người, tầm 44 á, tầm 44. Và lắc tu lắc con này sao mà lắc tu lắc là tầm 54 nha, 54 thì là con này tay tầm 17 trở lên đeo thì đẹp. Dây khóa zin nguyên bản. Đây, dây khóa zin nguyên bản chống nước tới 300m nha mọi người. Máy cơ lộ đáy nè, máy lộ đáy của Hamilton nè. Swiss matte kính sapphire. Vỏ thép còn rất là đẹp nha, đẹp 98% luôn á. Dây zin nguyên bản, khóa zin luôn. Dây khóa zin giá 6,5 triệu, chống nước 300m, size 44, mã số 10, giá 6,5 triệu nha. Anh nào thích thì lấy giùm em. Máy tự động có hỗ trợ có tay, có một lịch mặt đều trải tia và có cọc số học trò và cọc số nổi nha. Số nổi kính sapphire nguyên khối nha mọi người. Đây em tay 15.5 thì đeo con này cảm giác thì nó hơi nuốt tay chút xíu, nhưng mấy anh tay to hơn như khoảng 16 năm đeo là đẹp. 16 năm đeo là đẹp. Máy cơ tự động của Thụy Sĩ 6,5 triệu, chống nước 300m ạ. Tiếp theo em này là một chiếc Hamilton, em này có hai kim. Máy hai kim nên là rất là mỏng ha. Một chiếc đồng hồ cơ rất mỏng đến từ thương hiệu Thụy Sĩ Automatic Hamilton, có một ô lịch lọc nằm ở góc 6 giờ. Con này là dòng Swiss matte, có dòng chữ Swiss matte nằm ở góc 6 giờ luôn nha. Đó. Dây là dây thép lụa, dây thép lụa. Rất là mềm mại ha, dây zin của hãng luôn nha mọi người. Nè, dây khóa zin của hãng. Toàn thân vỏ là thép không rỉ, dây khóa zin nguyên bản, kính sapphire. Phía sau là máy lộ đáy. Bộ máy của em này là máy 2892 nha, 2892. Chống nước là 30m. Chống nước 30m nha. Toàn thân vỏ là thép không rỉ nha mọi người. Kính mặt trên là kính sapphire, kính sau là kính khoáng cứng. Máy automatic rất là mỏng của nhà Hamilton. Form dáng em này cũng đẹp. Size 40. Khóa zin có logo chữ H. Em này độ dày nó chỉ có 8,5mm thôi. Rất là mỏng nha. Rất là mỏng. Đeo rất là ôm tay và gọn nha. Rồi size 40. Size 40, mã số 11, giá 6,5 triệu. Rất là đáng, đợt này Hamilton về rất là rẻ nên các anh cứ sưu tầm ủng hộ nha. Mã số 11 giá 6,5 triệu. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 là một chiếc đồng hồ Calvin Klein CK ha. Em này thì có hộp. Hộp của em nó
hộp nó đây ha. Trong hộp thì nó có mắt thừa và sổ xác chứng nhận sử dụng. Rồi, em này thì chạy 3 kim, cơ bản giờ phút giây. Một cái kim dây thì được nung xanh rất là đẹp trên cái nền trắng ha mọi người. Mặt em này mặt trắng, chạy tia hướng về tâm, cọc số nổi, có dòng chữ Swissmet rất là to nằm ở dưới góc 6 giờ. Toàn thân vỏ là thép không rỉ và còn rất là mới nha. Còn hai cái mắt thừa trong hộp nên mọi người cứ yên tâm về dây ha. Ngoại hình em này anh đánh giá là tầm 95%. Độ mới còn 95% nha. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, CK pin, máy pin nha. Swissmet của thương hiệu Calvin Klein. Giá là 1.200.000, anh nào thích thì lấy giùm em. 1.200.000 nha. Size 40/05 ạ. Nấm zin có logo của chữ CK ha. Rồi, nó bị dính bẩn rồi, lau là sạch nha mọi người. Mã số 12. Size 40. Giá 1.200.000 ạ. 1.200.000 cho một chiếc máy pin Thụy Sĩ nha. 40/05, size 40/05. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Nhật Bản Orient. Em này là thuộc dòng lặn nha. Mấy anh mà thoái bơi lặn thì mua con này. Đó, con này trong hộp thì vẫn còn mắc thừa nha. Con này là Orient. Dây này dây thép đúc đặc luôn mà. Mấy anh mà thích dây đúc á thì lấy con này. Mà em thì không thích dây đúc nha. Em thấy nó nặng nề quá. Thà thép cuộn, nó cũng là thép, nó cũng thép không rỉ. Nó cuộn thì vậy mà nó nhẹ. Size 45, size rất là to ha mọi người. Size rất là to cho mấy anh mà tập tạ đồ, đi bơi, đi lặn đồ. Con này chấm nước 200m nữa nè. Máy cơ tự động automatic ha mọi người, automatic. À, chống nước 200m, có hai ô lịch thứ ngày nằm ở góc 3 giờ luôn. Đó. Kính là kính khoáng cứng. À, vỏ là vỏ thép không rỉ, viền benzen xe được, lịch là lịch bấm nha, bấm thứ xe lịch. Toàn thân vỏ là thép không rỉ nha mọi người. Kính khoáng cứng hát lách chịu lực. À, thì thường thường kính hát lách là kính độc quyền của Seiko, do Seiko sản xuất, và sao em nói là nó gắn trên con Orient. Thì tại vì con hãng Orient này đã bán, đã được Seiko mua lại rồi ha. Cái công ty Seiko Epson này đã mua lại rồi. Chống nước 200m nha mọi người. Bản mấu của mình ra băng nha. Size 45, viền benzen xây được. Kính khoáng, vỏ thép không rỉ, chống nước 200m, máy cơ tự động automatic của nhà Orient ạ. Giá của em nó là 2.400.000. 2.400.000 cho một em máy cơ Nhật. Thụy Nhật chính hãng, chống nước tốt. Size 45. Rồi, nào thích thì lấy giùm em ha. Con này mã số 13. Mặt đen nha, dạ quang sáng. Mã số 13 giá 2.400.000. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là chiếc đồng hồ Citizen. Citizen. Con này khách ra. Nghe này khách gửi bán giùm hả mọi người, khách gửi bán giùm cũng mua ở đâu á thì khách bán lại với giá là 2.500.000 đã, và con này đã được thay kính sapphire rồi nha, thay kính sapphire rồi nên mọi người cứ yên tâm sử dụng, không có sợ trầy xước về cái mặt kính này. Toàn thân vỏ em này là thép không rỉ ha, độ mới còn rất là cao. Thường mấy con đồng hồ mà em nhận bán giùm khách là độ mới nó cao đẹp thì em mới nhận nha, phải không có trầy xước, cũng như là độ mới nó phải tầm trên 95% thì em mới nhận nè. Mọi người thấy không? Vỏ không hề cấn mớp, không hề chảy xước, nó chỉ nói chung là xước lông mèo nhẹ nhẹ thôi. Trong quá trình sử dụng thì xước nhẹ thì chúng ta chấp nhận nha. Rồi, kính là được hai sapphire rồi. Máy cơ automatic tự động. Có hỗ trợ có tay, có 3 kim và 2 lịch thứ ngày nằm ở góc 3 giờ. Và em này có vân 3D rất là đẹp mà trên cái nền trắng. Cọc số là cọc số la mã vào những khung giờ chẵn nha, những cọc số còn lại là những cọc số thẳng. Rồi, em này size 40. Toàn thân là thép không rỉ, dây khóa zin nguyên bản của Citizen. Giá em đang bán là 2.500.000, đã thay kính sapphire rồi. Nên mọi người mua về là mọi người chỉ việc đeo thôi, chống nước tốt nha, em này chống nước 50m, chống nước 50m. Rồi giá 2.500.000. Mã số 14. Size 40, anh nào thích thì lấy giùm em nha.
Tiếp theo mã số 15. Mã số 15 giá 3,4 triệu. 3,4 triệu là một chiếc đồng hồ Orient Jensen and Moon. Yên này yên mộc. Rồi, vỏ thép không rỉ, kim cọc mạ vàng, rất là sang ha. Mỗi lần mà em thấy cái mấy con nào mà vỏ trắng mà kim cọc vàng em thích lắm mọi người. Nhìn nó sang, nó đẹp và nó có điểm nhấn, nó có độ thu hút riêng của nó. Con này là mặt trắng, trải tia hướng về tâm ha. Kim cọc được mạ vàng, rất là sang và đẹp. Góc 6 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch nè, ô lịch ngày, lịch lọc ha. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một cái kim thứ. Và góc 10 giờ thì chúng ta sẽ có cái mặt ngày đêm, cái mặt đồng hồ ngày đêm, hay gọi là Sun and Moon đó. Rồi đây, bên đây là cái núm của nó ha. Rồi toàn thân vỏ là thép không rỉ ha mọi người. Khóa zin, dây thay mới nha. Khóa zin, dây thay mới. Giá em bán là 3,4 triệu. 3,4 triệu, mã số 15 ạ. Máy cơ tự động của nhà Orient, kính sapphire nguyên khối. Vỏ thép không rỉ. Zin nguyên bản trừ dây. Khóa zin nha. Size 41,5. Máy cơ tự động automatic nha. Đái lộ máy. Rồi, nào thích con này thì chốt giùm em ha. Rất là đẹp. Con này tay nhỏ tay lớn gì đeo cũng được, tại vì cái càng nó ngắn á, cái form nó gọn. Ba kim hai lịch và một cửa sổ Sun and Moon ngày và đêm tạo điểm nhấn với chiếc đồng hồ này nha. Rất sang và đẹp, anh nào thích thì lấy giùm em. Mã số 15, giá là 3,4 triệu ạ. Size 41,5, 41,5 ha. Rất đáng để anh em sưu tầm. Rồi tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 là một chiếc đồng hồ Reset. Reset ha. Nước vàng em này còn là rất là đẹp và xước lông mèo, có xước lông mèo rất là nhiều ha mọi người, lông mèo nhiều. Kính khoáng, tính sapphire chứ. Rồi coi em coi sapphire khoáng. Kính sapphire nha, top sapphire crystal à. Chúng ta lỡ coi xem cái đích rồi, coi đích trước đi. Thương hiệu Seiko, bản nội địa, made in Japan. Chống nước của em này là không có để. Nếu nó không có để số chống nước thì chúng ta mặc định nó là 30m nha mọi người. Chống nước 30m cho chúng ta có thể đi mưa, rửa tay một cách thoải mái. Toàn thân vỏ em này là thép không rỉ, được mạ lớp vàng PVD, rất là đẹp, màu vàng em này còn đẹp ha. Có xước lông mèo xung quanh. Không. Nè, có xước lông mèo xung quanh ha mọi người. Và nước vàng còn rất là đẹp. Màu vàng còn rất là đẹp và sáng ha. Núm zin có logo hình chữ S, tổng thể con này còn đẹp. Đánh giá em này độ mới tầm 90% nha. Kim cọc mạ vàng hồng, vỏ mạ vàng hồng PVD, mặt vân tuyết nha, vân kim tuyến nè. Vân tuyết rất là đẹp luôn, cọc số cũng là vân tuyết luôn. Princess Automatic, bản nội địa made in Japan, kính sapphire, vỏ thép không rỉ. Dây dây linh kiện khóa zin ha mọi người, dây linh kiện khóa zin, khóa chống gãy dây ha, khóa khá là trầy. Nước vàng của hàng chính hãng, hàng zin, mọi người thấy đã không, chạy te to, nhưng mà nước cái màu vàng vẫn còn y nguyên ha, không có bị tróc, không có bị thấy cái màu trắng ở bên trong lộ ra. Rồi khóa zin, dây thay mới, mặt vân tuyết, kính sapphire, vỏ thép không rỉ, máy cơ tự động automatic. 3 kim 1 ô lịch lọc nằm ở góc 36 giờ. Máy 4R35 nha, 23 chân kính. Có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây kim chỉnh giờ. Có một ô lịch nằm ở góc 6 giờ. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Giá của em này là mã số 16, giá 5 triệu ạ. Mã số 16 giá 5 triệu. Size 41,5. Rồi còn mã số 17. Mã số 17 là một chiếc đồng hồ Tissot mới 100%. Thấy đồng hồ Tissot được thành lập vào năm 1853 ha mọi người. Bên trong hộp thì chúng ta sẽ có hộp và sách hướng dẫn sử dụng nha. Rồi
chúng ta đến với nhân vật chính là một chiếc đồng hồ hàng mới 100% được bao bọc rất là kỹ lưỡng, toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ, kính là kính chế tác là kính sapphire và có 3 kim cơ bản giờ phút giây, một cái một ô lịch mở gốc 3 giờ, kim cọc mạ vàng, vỏ được mạ đờ mi rất là đẹp, kim cọc mạ vàng, vỏ mạ đờ mi rất là đẹp. Dòng này dòng Powermatic 80 của Tissot, dòng Powermatic 80 của Tissot nha, là thời gian tích cóp tối đa của nó lên được 80 tiếng, có những cọc số học trò vào những khung giờ chẵn và có những còn những cọc số còn lại và là những cọc số thẳng nha. Mặt đây là màu đen hai lòng, hàng mới 100%, giá em bán là 8 triệu, cam kết với người là hàng chính hãng 100%, phát hiện hàng fake, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền nha. Kính sapphire nha mọi người, size 41, vỏ thép không rỉ, vỏ đờ mi rất đẹp của nhà Tissot, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, mới 100%, chống nước 50m, có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ, thời gian tích cóp lên đến tối đa 80 giờ, hơn 3 ngày ha. Rồi giá em này là 8 triệu, mã số 17. Và đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những chiếc đồng hồ này của em. Và rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Và gọi cho em qua số điện thoại 0378 275 894 ạ. Xin cảm ơn và hẹn mọi người lại các clip lần sau.